ba chị em sống lành mạnh vẫn ung thư phổi chỉ vì điều này. Ba chị em nhà họ Lâm không hút thuốc hay làm nghề gì đặc biệt, ăn uống sinh hoạt thì cũng rất lành mạnh, song cùng mắc ung thư phổi. Một nhà có ba người liên tiếp mắc cùng một bệnh ung thư, thực sự là điều vô cùng đáng sợ. Từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 6 năm nay, gia đình của cô Lâm Á Trung, người thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, dường như gặp hạn, cả ba chị em cô đều bị ung thư phổi. Theo thông tin đăng tải, thì cuộc khám sức khỏe định kỳ vào tháng 6 năm ngoái đã khiến cuộc sống của cô Lâm Á Trung xuống dốc. Cô cho hay, cô bị ho mãi không dứt, tầm hơn một tháng thì đến khoa lồng ngực của Bệnh viện Một Hàng Châu khám. Bác sĩ Giang Hồng, giám đốc khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực, người tiếp nhận hội chẩn cho rằng là bệnh nhân không ổn, tốt nhất nên tiến hành phẫu thuật ngay. Sau đó, bác sĩ Giang đã tiến hành phẫu thuật nội soi lồng ngực cho cô Lâm Á Trung. Thì ca phẫu thuật rất thành công, chỉ trong hơn 1 giờ một khối u đã được lấy ra khỏi cơ thể. Kết quả giải phẫu là ung thư biểu mô tuyến xâm lấn nhỏ, may mắn thay, bệnh đã được phát hiện sớm và cô đã thoát khỏi nguy hiểm. Bệnh tình của cô chị cả cũng chỉ giống lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho cả gia đình. Sau đó khoảng một tháng nữa thì cô Lâm Á Mỹ, người phụ trách chăm sóc chị cả Lâm Á Trung, cũng đi khám sức khỏe và kết quả cho thấy là cũng nổi nhiều nốt sần nhỏ ở cả hai phổi. Tìm đến bác sĩ Giang Hồng để khám chữa thì cô cũng được xác định là bị ung thư biểu mô tuyến như chị cả. May mắn được phát hiện kịp thời nên không xảy ra hiện tượng di căn và tiên lượng tốt. Kinh nghiệm của hai người khiến cả nhà chú ý đi khám phổi và không ngờ là đầu tháng 6 năm nay, cô em út Lâm Á Hoa khi khám sức khỏe cũng phát hiện có nốt ở phổi, tình trạng giống hệt hai chị. Trường hợp này khiến bác sĩ Giang Hồng đặc biệt quan tâm. Bác sĩ cho biết là ba chị em nhà họ Lâm không hút thuốc hay làm nghề đặc biệt, ăn uống sinh hoạt cũng rất lành mạnh. Soi xét về nhiều khía cạnh, về cơ bản đây chính là vấn đề về tính mẫn cảm của gen. Qua chuyện này, bác sĩ nhấn mạnh là nếu trong gia đình có người thân bị ung thư phổi thì cũng đừng quá lo lắng. Hầu hết các bệnh ung thư phổi đều do nguyên nhân mắc phải, không di truyền qua nhiều thế hệ như bệnh di truyền. Tuy nhiên, nếu có hơn một người trong gia đình bị ung thư phổi, cần nghi ngờ về tính nhạy cảm di truyền gia đình, bắt buộc phải kiểm tra thường xuyên. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.